Hello, con Út xin mến chào quý ông bà, cô chú bác, quý vị khán giả trên kênh Nhà Yêu Thương của con Út. Một lời chào, một lời chúc xuân đầy yêu thương nhất. Ngày hôm nay là ngày sáng mùng 1 Tết tại Xuân Sắc Sài Gòn. Thưa quý vị ơi, những cái phong cảnh này chắc có lẽ rằng con Út nghĩ rằng là quý ông bà, cô chú bác, quý vị khán giả cũng đã xem và đã thấy những cái phong cảnh này yêu thương tại mảnh đất Sài Gòn, phải không thưa quý vị? Và một lần nữa, mùa xuân Tết đến lại về, năm cũ bước qua năm mới, con Út kính chúc cho quý ông bà, cô chú bác, quý vị khán giả thật là nhiều bình an, thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc cho quý vị khán giả được tăng phước, tăng tuổi thọ, công việc làm ăn kinh doanh lúc nào cũng mà tăng tài, tăng lộc, tăng bình an. Chúc cho quý vị công việc của quý vị cũng nhiều thuận lợi, công ăn việc làm thì gặp nhiều may mắn. Một lần nữa con Út xin cảm ơn quý vị khán giả, chúc mừng năm mới Happy New Year. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Khi mà mùa xuân Tết đến lại về, năm cũ đã trôi qua, chúng ta đón chào năm mới, cái sự yêu thương, cái sự tình cảm của bà con, cô chú bác rất là tri ân, khán giả rất là nhiều. Con nghĩ rằng quý ông bà, cô chú bác ở nơi phương xa chỉ xem qua màn ảnh nhỏ trên kênh Nhà Yêu Thương của con Út cũng sẽ cảm thấy ấm lòng, bởi vì Tết quê hương cũng rất là náo nhiệt và rất là cái tình cảm, cái tình thương trong cuộc sống này, phải không thưa quý vị? Thì sáng mùng 1 Tết thì tất cả mọi người cũng đi chụp hình xuân, đi chúc Tết ông bà, đi đón Tết cũng rất là vui tươi trong cuộc sống đó ông bà, cô chú bác ạ. Quý vị ơi, quý vị thấy cái phong cảnh Tết xuân tại Sài Gòn cũng náo nhiệt không hả thưa quý vị? Bởi vì vậy mà con Út xin chia sẻ. Nói chung quý vị khán giả ơi, thì sáng mùng 1 Tết người ta đi chúc Tết quý vị, chúc Tết ông bà đó, chúc Tết xuân ông bà, rồi đi chơi với bạn bè, thì ai có quê hương xứ sở thì người ta lại về đón Tết cùng với gia đình, với bạn bè, với những người thân bằng quyến thuộc. Còn đối với những ai là sống ở nơi tại Sài Thành thì đi chơi ở Sài Thành hay là đi du lịch chỗ này chỗ kia, đó một cái không khí mùa xuân lại ngập tràn cái sắc xuân về thưa quý ông bà, cô chú bác ạ. Trên kênh Nhà Nho Nhỏ của con Út, con Út xin chia sẻ những đoạn video ngắn, cũng hy vọng rằng quý vị cũng sẽ đón nhận cái tình cảm trên đoạn video ngắn của con Út, xem để ủng hộ cho con Út nha quý vị. Khi mà mùa xuân Tết đến lại về, con nghĩ rằng là quý vị có thể coi những đoạn video ngắn đi chợ hoa nè, đi chợ xuân, rồi đi mua, đi chợ mua này mua kia, rồi bán tất cả các loại, rất là vui, phải không thưa quý ông bà, thưa chú bác ơi? Một năm thì chỉ có một lần mà thôi, khi mà xuân về, những cái phong cảnh Tết đến, thật là cái trữ tình và cái tình cảm yêu thương, phải không thưa quý vị? Thì Tết đến, xuân về thì ngập tràn cái tình cảm yêu thương, khi chúng ta lại hưởng một mùa xuân năm nay hình này 2024 thưa quý ông bà, cô chú bác ạ. Đó quý vị coi cái phong cảnh thì rất là vui phải không thưa quý vị? Nhưng mà cũng chia sẻ cho quý vị, sáng mùng 1 Tết thì tất cả mọi người ai ai cũng đến để chụp hình cái sắc xuân này nữa thưa quý vị, tại nhà văn hóa thanh niên, rồi tại nhà thờ Đức Bà, hay là tại phố Sài Gòn, rồi phố đi bộ Nguyễn Huệ nữa thưa quý vị. Khi mà mùa xuân đến đó quý vị, nói chung là đêm giao thừa, một màn pháo hoa rất là rực rỡ, sắc xuân mùng 1 Tết. Con Út xin kính chúc quý ông bà, cô chú bác, quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng và ngập tràn tình cảm yêu thương.